Đây là cây đàn Casio LK65. Để sử dụng đàn thì mình sẽ bật nguồn đàn lên. Đây là nút tắt bật nguồn đàn. Ở bên này, nếu như mình sử dụng chơi piano, mình sẽ để đàn mặc định ở chế độ normal. Còn nút bên này là nút tăng giảm âm lượng, mình sẽ tăng âm lượng lên để đánh được đàn nhé. Để chơi piano thì mình sẽ đưa tiếng đàn về âm thanh piano, mình ấn vào chữ to này. Sau đó ấn số 001. Sau đây Thuy sẽ chơi một đoạn piano cho các bạn nghe xem cái âm thanh của cái đàn này nhé. Muốn chơi organ thì mình sẽ di chuyển cái nút này lên chữ single và tiếp tục bật cái nút này lên nút accord này. Sau đó mình sẽ chọn điều bằng cách ấn vào đây, ví dụ như mình chọn điều techno chẳng hạn. Ở trên mặt đàn có hiện những cái cùng điều nhé, ví dụ như là pop thì nó nằm ở đây, đàn pop thì nó nằm ở cái khoảng từ 20 đến 29 này, thì cái điều techno ấy nó nằm trong cái khoảng cái nhạc này, nhạc sàn này đó, thì mình sẽ chọn từ 020, mình sẽ chọn 20 nhé, mình ấn vào cái nút này này, sau bấm số 20. Sau đó mình sẽ sử dụng dấu cộng và dấu trừ để di chuyển. Đây, số 22 là điều techno. Sau khi mà mình đã tìm được điều techno, các bạn có thể ghi nhớ điều luôn để khi mà mình sử dụng đàn nó thao tác được nhanh hơn. Đấy, ví dụ như là mình chọn điều 20 chẳng hạn thì mình chỉ ấn số 20 thì nó ra. Hay là quay lại điều techno thì mình sẽ ấn số 22 là được. Và sau khi chọn điều xong mình sẽ chọn sang tiếng. Tiếng mình sẽ ấn vào số vào chữ này. Đó. Và khi chọn tiếng thì mình cũng nhìn lên phía trên của mặt đàn. Ở đây ghi rất rõ ràng các thứ tiếng khác nhau. Ví dụ mình muốn sử dụng tiếng trumpet chẳng hạn thì mình ấn số là 056 vào. 056. Ở trên màn hình của mình sẽ hiện chữ trumpet luôn. Đó. Đây tiếng trumpet. Sau khi chọn điều và tiếng xong thì mình sẽ chọn sang cái tốc độ của điều là chữ tempo này. Nếu mình ấn cái mũi tên đi xuống thì tốc độ sẽ giảm, và khi ấn mũi tên đi xuống này trên màn hình của mình nó cũng sẽ nhảy số nhé. Hoặc là ấn mũi tên đi lên thì tốc độ của bản nhạc của cái điều nó sẽ tăng lên. Đây các bạn nghe thử nhé, điều đang như thế này, mình muốn giảm xuống thì mình sẽ ấn dấu trừ, tốc độ của điều nhạc sẽ giảm xuống hoặc mình sẽ tăng lên để nó phù hợp với cái bài mình đánh ấy. Đó. Nút này là nút bật tắt điều nhé. Đó. Ngoài ra thì đàn này có thể sử dụng intro mẫu của bài. Đây, mình sử dụng intro mẫu của bài bằng cách là mình sẽ ấn cái trống chơ này lên. Đây,
ấn trống chơ lên. Khi ấn trống chơ lên thì ở trên màn hình của mình sẽ nhảy trống này, nhảy trống chơ. Thì việc ấn trống chơ này, một là các bạn không dùng intro ấy, các bạn có thể vào cộng âm luôn thì trống sẽ nhảy nhá, sẽ nhảy trống luôn. Mình chỉ cần bấm hợp âm xuống thì trống sẽ nhảy. Hoặc là mình muốn sử dụng intro chơ, intro đâu bài thì mình sẽ ấn vào cái này này, trống chơ này, sau đó bật nút intro lên và sau đó mình sẽ bấm hợp âm vào để cho cái đoạn rào đầu bài từ đầu nhé. Đó, đây là nhạc rào từ đồng của đàn. Ngoài ra thì khi mà đánh mà mình muốn dột trống một điệp khúc, mình sẽ sử dụng sự fill in này, hai cái này đó để dồn trống. Hoặc là khi đánh xong bài rồi mình muốn kết thúc bài một cách từ đầu, mình sẽ ấn vào cái chữ ending này thì bài nhạc sẽ được kết thúc một cách từ đầu. Sau đây Thuy sẽ thực hiện lại một bài mẫu để sử dụng những cái tính năng này nhé. Ở đây là phím song banh, đây là phím ghi những cái bài hát có sẵn ở trên đàn. Mình có thể mở lên để nghe bằng việc ấn vào đây và sử dụng dấu cộng trừ. Đàn của mình thì màn hình hiển thị bằng tiếng Anh thì mình có thể nhìn, ví dụ bài này chẳng hạn nhé, bài này đó. Bây giờ mình có thể nghe bằng cách là sử dụng cái phím này. Hoặc là đây, cái nút này sang dừng lại, mình có thể là tơi một đoạn để nghe lại, hoặc là tơi lại một đoạn để nghe và có thể xem được người ta đánh tay phải hay tay trái như thế nào đấy. Ngoài ra thì đàn này có chế độ từ học phím 1, 2, 3 này. Đó, mình sẽ ấn vào phím 1 chẳng hạn để học lại bài này nhé. Ở trên đàn của mình sẽ hiện phím sáng nhé, và mình sẽ đánh theo cái phím sáng này. Và khi mà cái phím sáng này hiện ấy, ở trên màn hình của mình nhé, ở trên màn hình cũng sẽ hiện cái số ngón tay này, chỉ số ngón số 3 này. Mình sẽ sử dụng ngón số 3 này để đánh vào cái nốt rê thăng này. Đó, đây là cách từ học ở trên đàn LK65. Thì các bạn có thể chọn những cái bài hát của mình yêu thích để mình tập. Đấy, ở trong này có đến tần 49 bài cả thầy, rất là nhiều bài rất là nổi tiếng của thế giới luôn. Rất là nhiều bài. Cái đàn này thì có thể kết nối được với tay phone này để mình chơi đàn nó đỡ ồn ào hơn ấy. Rồi là kết nối ra âm ly này, kết nối với máy tính để làm nhạc này, đây là kết nối với dây MIDI, và kết nối được với pedal
khi mà mình chơi piano để cho hay hơn thì mình có thể sử dụng cái đàn rơi này. Cái đàn này thì bên Sunrise đang có giá là 1,9 triệu và tặng kèm chân đàn, tặng kèm giáo trình tự học, video hướng dẫn cơ bản. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và link mua hàng thì mình đã để ở dưới video nhé.